loại quả ngọt mọng tốt ngang như sâm, chỉ duy nhất Việt Nam xuất khẩu trên thế giới, vừa hạ đường huyết, vừa bơm máu hiệu quả. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam hiện là nước duy nhất trên thế giới có loại quả này làm hàng hóa xuất khẩu. Các quốc gia da khác đều có trồng cây này nhưng họ chỉ tiêu thụ nội địa. Vú sữa là loại trái cây có vị ngọt, thơm như vị sữa. Không chỉ được yêu thích bởi hương vị thơm ngon, loại quả này còn được nhiều chuyên gia khuyên dùng bởi chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe người sử dụng. Trung bình một quả vú sữa có khả năng cung cấp 5% vitamin C và vitamin A theo giá trị khuyến nghị hàng ngày, cung cấp 10% canxi và phốt pho cùng một số khoáng chất khác. Dưới đây là một số lợi ích của loại quả này đối với sức khỏe người sử dụng. Hạ đường huyết. Vú sữa giúp kiểm soát lượng đường trong máu, do đó là một thực phẩm lý tưởng cho những người bị bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, vú sữa chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể chống lại các vấn đề sức khỏe như tiểu đường, ung thư và các vấn đề về tim mạch, tăng cường miễn dịch tự nhiên. Vitamin C và carotin có trong vú sữa là sự kết hợp hoàn hảo để tăng cường hệ miễn dịch một cách tự nhiên, giúp cơ thể dễ dàng chống lại các bệnh đua virus hoặc vi khuẩn gây ra, ngăn ngừa thiếu máu. Một lợi ích quan trọng khác của vú sữa là ngăn ngừa thiếu máu, vì trong loại quả này có chứa hàm lượng sắt cao. Thiếu máu do thiếu sắt thường được biểu hiện qua các triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt, suy nhược, khó thở, chán ăn. Tình trạng này sẽ được khắc phục nếu bạn ăn vú sữa thường xuyên, tăng cường sức khỏe xương khớp. Canxi và phốt pho là hai khoáng chất rất quan trọng cần thiết cho sự phát triển của răng và xương chắc khỏe. Cơ thể cần có sự cân bằng thích hợp các khoáng chất này để duy trì sức khỏe xương tốt và ngăn ngừa nhiều bệnh về xương. Quả vú sữa là nguồn cung cấp canxi và phốt pho dồi dào, vì thế được coi là một loại trái cây tốt cho xương, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Quả vú sữa là một nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, có thể giữ cho hệ tiêu hóa của chúng ta luôn khỏe mạnh, giúp ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe nguy hiểm đối với con người như táo bón, ung thư ruột kết, chống viêm. Tác dụng chống viêm cũng nổi bật ở loại quả này. Chúng có chứa hoạt chất ankyloid có tên gọi là iridin, có tác dụng kháng khuẩn mạnh. Nhờ đó, chúng ta có thể đẩy lùi nhiều căn bệnh khác nhau như ung thư, tim mạch, bảo vệ cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai hơn, hỗ trợ giảm cân. Là một loại trái cây ít chất béo và calo, vú sữa là thực phẩm tốt để đưa vào chế độ ăn kiêng giảm cân. Hơn nữa, lượng chất xơ cao trong loại trái cây này cũng giúp tăng cường cảm giác no và khiến bạn cảm thấy no lâu hơn trong thời gian dài. Lưu ý khi sử dụng vú sữa. Vú sữa là loại quả có nhiều công dụng với sức khỏe. Tuy nhiên, loại quả này cũng chứa nhiều hoạt chất ophatric gây táo bón. Lớp vỏ ngoài của vú sữa chứa nhiều mủ nhựa. Phần cùi thịt của quả vú sữa vẫn ăn được, nhưng nếu khoét quá gần lớp vỏ thì rất dễ dính phải mủ nhựa gây chát. Đối với người cơ địa dễ táo bón, người cao tuổi, trẻ nhỏ và phụ nữ đang mang thai, nếu ăn nhiều sẽ dễ gây táo bón trầm trọng. Không ăn quả vú sữa còn xanh, không ăn quá sát vỏ quả vú sữa vì chứa nhiều nhựa chát. Ăn vú sữa đúng cách. Không phải ai cũng biết cách ăn vú sữa đúng cách, nhất là những người mới lần đầu ăn loại quả này. Đầu tiên, bạn cần xoay và bóp nhẹ đều quả vú sữa cho đến khi nào cảm thấy mềm hơn. Vì nếu bạn ăn trực tiếp và không bóp vú sữa cho mềm thì thịt quả sẽ có vị chát đắng, ăn không được. Tiếp đó, bạn dùng dao cắt đuôi theo chiều dọc hoặc chiều ngang của quả. Cuối cùng là bạn dùng muỗng múc lấy phần thịt để ăn. Ngoài việc ăn trực tiếp, bạn có thể dùng vú sữa để làm kem, sinh tố, hoa quả dầm và chè tùy theo sở thích. Khi ăn vú sữa, các bạn nên rút cuống rồi mới ăn trực tiếp, đề phòng trường hợp có sâu đục ngay tại cuống vú sữa. Tổng hợp,